Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì trên tay em hiện tại là cái iPhone 11 đây. Với cái tình trạng là bị sọc ngang màng. Đấy, sọc như thế này đây. Thì với tình trạng này thì các bạn không không cần thay màng nha. Bây giờ hiện tại là fix được cái lỗi này nha. Cái này là đổ mực, đúng là nó là phải đổ mực màng đấy. Với tình trạng này bây giờ em fix tầm 30 phút, 30 đến 40 phút sẽ mở bung máy ra, mở và xử lý lại. Thì cái này thì phải có máy chuyên dụng mới xử lý nha, không xử lý tại nhà được nha. Anh chị em nào mà hiện tại đang gặp cái tình trạng này nè thì không cần thay màng nha. Lưu video này về và inbox trực tiếp cho em. Khi nào cần thì inbox trực tiếp cho em. Với cái lỗi này thì sẽ thường xảy ra trên dòng iPhone XR và 11. iPhone 8 đổ xuống. Đấy. Cái màn này là màn zin nha các bạn. Đây, màn này màn zin nha. Chưa có đụng chạm gì hết nhưng mà nó vẫn gặp cái tình trạng như thế này. Thì trong quá trình xài và sử dụng á thì các bạn cắn hoặc là tuổi thọ màn nó già đi thì dẫn đến cái phôi nó yếu, thì dẫn đến cái tình trạng là mặt mực màng như thế này. Chứ còn màn này thì chưa chưa đụng chạm nha, chưa ép gì hết. Nguyên zin này, nguyên bản nó là zin nha. Đấy, thì các bạn xem video thì nhớ lưu video này về. Khi này gặp tình trạng như thế này thì ghi bóc trực tiếp cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem kết quả của mình cuối cùng nha. Mình sẽ để đăng video. Subscribe và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.